Pele là một cái tên quen thuộc đối với những người mê bóng đá. Mặc dù đã giải nghệ từ vài chục năm trước, thế nhưng vì ông là một huyền thoại, người ta rất hay phỏng vấn ông về tình hình của các đội bóng và dự đoán tỷ số. Và cứ hễ lần nào trổ tài dự đoán, Pele làm cho người hâm mộ ngạc nhiên vì sự thật là ông dự đoán như thế nào thì hiện trạng nó sẽ diễn ra hoàn toàn ngược lại. Hãy cùng nhìn những lần Pele trổ tài dự đoán trong bóng đá. Năm 1977, Pele đã dự đoán trước vào năm 2000 sẽ có một đội bóng châu Phi vô địch World Cup. Kể từ đó, bóng đá châu Phi sẽ thống trị bóng đá thế giới. Nhưng trong lịch sử tất cả các kỳ World Cup tính đến thời điểm này, chưa một đội bóng châu Phi nào có thể lọt vào đến vòng bán kết. Thành tích tốt nhất của các đại diện châu Phi chỉ là tứ kết với Cameroon năm 90, Senegal 2002 và Ghana 2010. Năm 1994, Colombia sẽ là đội mạnh nhất năm nay và có thể họ sẽ không vô địch, nhưng ít nhất họ sẽ vào đỉnh bán kết. Kết quả là Colombia đã xếp cuối bảng A với 2 trận thua trên đất Mỹ, trước với Andres Escobar, tối đồ phản lưới nhà trong trận thua 1-2 trước Mỹ năm đó còn bị bắn chết bởi những thế lực ngoài vòng pháp luật khi anh trở về nước. Năm 1998, Pele cho rằng Tây Ban Nha chính là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch World Cup, nhưng quá đen cho đội bóng đến từ bán đảo Iberia khi họ còn không qua được vòng bảng vì xếp sau hai đội được đánh giá yếu hơn là Nigeria và Paraguay. Năm 2002, Pele tuyên bố Pháp và Argentina sẽ vào chơi trận chung kết. Thêm một lần nữa, bóng đá thế giới lại phải cúi đầu trước tài dự đoán của vua bóng đá. Kết quả tại giải đấu năm đó, đương kim vô địch Pháp Sevalli về nước ngay từ vòng đấu bảng khi không ghi được bàn thắng nào trong một đội hình sở hữu đến 3 vua phá lưới tại 3 giải vô địch quốc gia châu Âu. Trong khi đó, Argentina ngậm ngùi về nước khi kết thúc ở vị trí thứ 3 tại bảng F, xếp sau Thụy Điển và Anh. Cũng trong năm này, Pele còn nhận định Brazil sẽ chơi không tốt và bị loại ngay từ vòng bảng. Kết quả là Ronaldo béo đã lập cú đúp trong trận chung kết với Đức, qua đó giúp đội bóng quê hương của Pele có được chiếc vô địch World Cup lần thứ 5 trong lịch sử với 7 trận toàn thắng. Năm 2008, khi được hỏi về chấn thương của người ngoài hành tinh Ronaldo, Pele đã phát biểu: "Ronaldo hết thời rồi, cậu ấy sẽ không trở lại được với chấn thương đó." Nhưng trên thực tế, Ronaldo một lần nữa làm Pele phải thất vọng. Hơn một năm sau chấn thương nghiêm trọng khi còn khoác áo AC Milan, tiền đạo người Brazil trở lại và ghi 10 bàn trong 14 trận đầu tiên chơi cho Corinthians và giúp đội bóng này vô địch Campeonato Paulista. Năm 2014, trong cuộc đua giành quả bóng vàng gay gắt giữa Messi và Ronaldo, Pele mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình: "Nếu được thì tôi sẽ chọn Messi cho quả bóng vàng năm nay." Kết quả, Cristiano Ronaldo trở thành chủ nhân của quả bóng vàng, qua đó rút ngắn tỷ số bóng vàng về Messi trong cuộc đua danh hiệu cá nhân cao quý nhất xuống còn 2-4. Và thời điểm này, tỷ số này đang là 5-5. Evening to all of you and well. Cũng trong năm 2014, Pele còn đưa ra đánh giá cho những ứng cử viên sẽ vô địch World Cup. Tây Ban Nha sở hữu một đội hình chất lượng, họ chắc chắn sẽ bảo vệ thành công được chiếc vô địch. Và quá đen cho đội bóng xứ đấu bò khi Tây Ban Nha một lần nữa phải ôm hận vì tài dự đoán của Pele. La Roja bị loại khỏi Brazil chỉ sau 2 trận ra quân thất bại trước Hà Lan 1-5 và Chile 0-2. Tại Euro 2016, Pele còn mạnh dạn tuyên bố Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha lọt vào đến bán kết năm 2012. Đó là một kỳ tích, nhưng cậu ấy khó có thể lặp lại điều này. Thực tế thì ai cũng đã rõ, Ronaldo và các đồng đội đã có được danh hiệu quốc tế đầu tiên trong lịch sử khi vô địch Euro 2016 trên đất Pháp. Năm 2017, Pele dự đoán Jose Mourinho sẽ là huấn luyện viên xuất sắc nhất và tôi tin cậu ấy sẽ thành công cùng với Man United. Kết quả là cuối mùa 2017-2018, Man United trắng tay và để đại kình địch Man City bỏ xa tới 19 điểm tại Premier League. Trước thêm trận chung kết Champions League 2017-2018, Pele nhận xét: "Tôi rất ấn tượng với Mohamed Salah, sẽ không bất ngờ nếu như Liverpool vô địch Champions League năm nay." Kết cục, Real Madrid đã có chiếc cúp tay voi lần thứ 13 trong lịch sử sau khi đánh bại The Kop với tỷ số 3-1 trong trận chung kết diễn ra tại Kiev. Riêng cá nhân Mo Salah còn phải rời sân sớm vì chấn thương chỉ sau 25 phút. Tại World Cup 2018, vua Pele từng đánh giá Argentina chính là ứng cử viên cho chiếc vô địch. Tuy nhiên, hiện thực lại hoàn toàn trái ngược với nhận định của ông khi Albiceleste thi đấu bất bác và bị loại trước Pháp ở vòng 16 đội. Còn các fan của bongda.com.vn, bạn ấn tượng nhất với phát biểu nào của vua dự đoán Pele? Hãy comment bên dưới video và cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.